Theo như tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn đã đăng tải hai bài viết, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, chính quyền thờ ơ trước những sai phạm tại dự án An Thịnh Luxury Tower 108 Nguyễn Như Con Tum, và bài 2, quận Thanh Xuân đã làm hết trách nhiệm trước những sai phạm của dự án An Thịnh Luxury Tower 108 Nguyễn Như Con Tum. Tưởng rằng sau khi cơ quan báo chí phản ánh những sai phạm trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng những nội dung như đã từng cam kết trong phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thế nhưng, chủ đầu tư còn hoàn thiện 6 căn nhà mẫu tại tầng 5 để cho khách hàng vào tham quan bằng thang tời, chỉ phục vụ thi công, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn và tính mạng của khách hàng. Dự án chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê, hay còn gọi là The Legacy 106 Nguyễn Như Con Tum, trước đây có tên là An Thịnh Luxury Tower, có địa chỉ tại 108 Nguyễn Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 41 và Tổng Công ty Thành An, Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng. Trên giấy tờ cấp phép xây dựng là như vậy, nhưng thực chất thì hiện tại Tổng Công ty Thành An đã hoàn toàn rút vốn và bán lại cho Tập đoàn An Thịnh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư xây dựng. Để làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc không chấp hành thi công đảm bảo môi trường cũng như thực hiện luật an toàn lao động, phóng viên Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn đã đặt lịch làm việc với chủ đầu tư là Tập đoàn An Thịnh. Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn lên hẹn xuống, phía Tập đoàn An Thịnh vẫn không có bất kỳ lãnh đạo nào làm việc cùng với phóng viên, mà cũng chỉ có duy nhất ông Vũ Minh Tiến, cán bộ pháp chế, phòng pháp chế Tập đoàn An Thịnh. Làm việc với phóng viên, ông Tiến không hề cung cấp được bất cứ văn bản, giấy tờ nào chứng minh trong quá trình thi công xây dựng của dự án là chấp hành đúng và đầy đủ luật bảo vệ môi trường, cũng như các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, và hẹn phóng viên vào buổi làm việc khác. Qua trao đổi, ông Tiến cho biết: hiện tại thì bên em đang hoàn thiện đồng bộ lại tất cả các cái căn để chuẩn bị hoàn thiện cho khách hàng. Và có khoảng 6 căn là đã hoàn thiện, cơ bản là xong. Thì dự án đang trong giai đoạn là bàn giao, đã chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Hiện tại bên em là đang đặt ở 6 cái căn này ở tầng 5. Khi được hỏi về việc chủ đầu tư đang bất chấp pháp luật, coi nhẹ tính mạng của khách hàng, khi ngày ngày dẫn khách lên thăm các nhà mẫu của dự án, ông Tiến khẳng định: thì trong đó là 6 cái căn này thì gọi là mẫu, gọi là trong hoặc kép, để cho tất cả mọi người, kể cả các cái nhà thầu về thiết kế, rồi nhà thầu về thi công thì đó làm chuẩn thôi. Còn hiện tại thì việc sử dụng cái căn nhà mẫu thì hiện tại bên em thì chỉ là để chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh căn nhà mẫu thôi. Còn chưa có cái việc gọi là công khai đưa khách hàng gọi là trải nghiệm. Cái đấy thì chủ đầu tư là không thực hiện cái việc đấy. Đúng. Em khẳng định là chủ đầu tư không trực tiếp đưa khách hàng lên tham gia trải nghiệm nhà mẫu. Đến thời điểm hiện tại là chủ đầu tư không làm việc đó. Tuy nhiên, trái theo lời ông Tiến, mặc dù dự án vẫn đang trong quá trình thi công ngổn ngang, nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên đưa khách lên tham quan và trải nghiệm các căn nhà mẫu ngay tại tầng 5 của dự án bằng thang tời hàng. Theo Điều 31, Nghị định 15-2013, NĐ-CP và khoản 2 Điều 123 Luật Xây dựng năm 2014, các hạng mục công trình xây dựng chỉ được phép đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được nghiệm thu, bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng. Với hành vi chủ đầu tư tự ý đưa công trình vào sử dụng khi chưa hoàn thành nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy thì liệu cơ quan chức năng có biết? Trao đổi tại buổi làm việc, ông Tiến cũng cho biết: theo em được biết thì các cơ quan chức năng thì đã có những cái đợt kiểm tra nhất định ở trong năm. Đấy, cụ thể thời gian như nào thì em cũng không nhớ rõ. Đấy, nhưng mà chắc là cũng mới gần đây, quý 3 là hình như là có kiểm tra. Nếu em nhớ không nhầm thì đoàn kiểm tra liên ngành quận Thanh Xuân. Thì em sẽ kiểm tra lại chính xác là ngày tháng năm nào thì em sẽ trả lời cho chị, nếu mà được thì bằng văn bản. Điều lạ, không có bất kỳ biên bản xử phạt nào được đưa ra đối với chủ đầu tư dự án The Legacy 106 Nguyễn Như Con Tum. Vậy câu hỏi đặt ra rằng, trong đợt kiểm tra liên ngành của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đi kiểm tra, thì kiểm tra cái gì? Vì sao sai phạm rõ ràng như vậy lại không có biện pháp xử lý? Tại buổi làm việc, ông Tiến cho biết: không, thực ra thì em cũng khẳng định là bên em sẽ thực hiện đúng và đầy đủ thôi. Rồi. Nhưng trong cái khả năng gọi là hiểu biết hạn hẹp của em thì có những cái thì em sẽ không thể nắm nó kỹ được. Thế là khi mà chị đề nghị cung cấp ấy, thì em sẽ ghi chép lại rất là cụ thể. Và có cái gì thì em cung cấp cho chị cái đó. Đấy, còn khi mà chị mà chưa nói thì thực sự là trong khả năng của em là em cũng chưa nắm được. Một điều kỳ lạ là những tài liệu trong buổi làm việc cung cấp cho phóng viên đều đã hết hạn hợp đồng và không có ngày tháng năm.
Khi phóng viên đề nghị ông Tiến photo cung cấp cho phóng viên, thì ông Tiến đã mang đi photo nhưng lại che đậy đi cái mốc thời gian hết hạn hợp đồng. Những tài liệu mà ông Tiến cung cấp cho phóng viên chỉ mang hình thức đối phó gồm hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, cùng hợp đồng vận chuyển chất thải công nghiệp nguy hại đều không số, không ngày, không tháng, không năm, không thời hạn hợp đồng. Theo quy định của pháp luật thì những hợp đồng đó không có giá trị pháp lý. Câu hỏi đặt ra là liệu cán bộ pháp chế của tập đoàn đang có dấu hiệu cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí? Ông Tiến có hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật hay không mà cung cấp cho phóng viên những hồ sơ giấy tờ như vậy? Có hay không việc lãnh đạo tập đoàn An Thịnh đã chỉ đạo cho nhân viên của mình che đậy, lấp liếm những sai phạm cho chủ đầu tư dự án để tránh được những án phạt? Nghiêm trọng hơn là từ khi thi công đến nay, tập đoàn An Thịnh vẫn không có giấy phép xả thải. Mặc dù theo thông tin phóng viên được biết, ngày 20 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã ra quyết định số 2023/QĐ-XP-VPHC xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 thuộc tập đoàn An Thịnh vì không có giấy phép xả thải. Mặc dù đã bị xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư phải lập hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2018. Nhưng kể từ đó cho đến nay, tập đoàn An Thịnh vẫn coi thường pháp luật, xả thải trái phép ra ngoài môi trường. Còn rất nhiều thủ tục pháp lý về việc thực hiện luật bảo vệ môi trường mà chủ đầu tư không có. Ông Tiến hứa sẽ bổ sung và gửi lại cho phóng viên ngay sau buổi làm việc. Cho đến nay, phóng viên không nhận được thêm bất cứ giấy tờ nào thể hiện việc chấp hành luật bảo vệ môi trường của dự án. Theo ghi nhận xung quanh công trình, công nhân đang hối hả thi công để đáp ứng tiến độ bàn giao công trình cho người dân vào thời gian sắp tới. Ngay khu đất phía ngoài tiếp giáp đường Ngụy Như Con Tum, những dãy lán trại vẫn được dựng lên để cho hàng trăm công nhân ăn ở sinh hoạt ngay tại công trường. Theo quan sát của phóng viên, tại khu đất trống cạnh dự án, nhiều vật liệu xây dựng được đổ đống ngổn ngang, rác thải nguy hại không có nơi lưu giữ vứt bừa bãi khắp nơi, nước thải tại công trình cũng cứ thế ngang nhiên thải ra ngoài đường mà không có hệ thống xử lý nước thải. Với hàng loạt sai phạm về việc chấp hành luật bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại dự án The Legacy 106 Ngụy Như Con Tum, cùng với sự tắc trách vuông lòng quản lý của đội ngũ cán bộ phường Nhân Chính và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra những sai phạm của chủ đầu tư dự án và làm rõ trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong việc buông lòng quản lý khi đang có sự dung túng, bao che, tiếp tay cho chủ đầu tư vi phạm an toàn xây dựng, thi công gây ô nhiễm môi trường. Tòa soạn môi trường và cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.